không tiêm vaccine COVID-19 sẽ bị phạt thế nào? Nếu vì lý do gì đó mà tôi không tiêm vaccine COVID-19 theo yêu cầu của cơ quan y tế thì có bị phạt hay không? Luật sư Phạm Thanh Hữu, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi này như sau. Hiện nay chưa có quy định bắt buộc toàn bộ người dân phải tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, trong trường hợp COVID-19 diễn biến phức tạp, cơ quan y tế có thẩm quyền sẽ yêu cầu người dân tại một số khu vực nhất định phải tiêm thì cần thực hiện. Theo điểm A khoản 2 điều 9 nghị định 117 phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng với hành vi không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccine, sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, trường hợp từ chối tiêm vaccine COVID-19 theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền, trừ trường hợp có lý do chính đáng như phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, người có sức khỏe không đảm bảo để được tiêm vaccine COVID-19, thì sẽ bị xử phạt như quy định nêu trên. Căn cứ khoản 4 điều 23 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mức tiền phạt với vi phạm nêu trên là mức trung bình của khung tiền phạt là 2 triệu đồng. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn 1 triệu đồng. Nếu có tình tiết tăng nặng, mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá 3 triệu đồng. Đồng thời, trường hợp không chịu tiêm vaccine COVID-19 mà dẫn đến bị nhiễm bệnh rồi lây nhiễm cho người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015, đối với tội danh này, khung hình phạt thấp nhất là bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.